Chắc hẳn bạn đã nghe về hệ thống tích rate mới của CS2. Mấy ngày vừa qua thì cộng đồng FPS dậy sóng với việc Valve mở close beta cho CS2. Đúng vậy, SOT2 là có thật. Được marketing với ba cải tiến vượt trội. Thứ nhất, show fit. Thứ hai, dynamic smoke. Và cuối cùng là hệ thống server mới. Nhưng mà từ cái nhìn đầu tiên về trailer, mình đã có một cảm giác gì đó không ổn. Now the tick rate no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peaked your peak, and the server will calculate your precise actions between ticks. Mình cảm thấy cái sắp tích chỉ là chiêu trò marketing của Valve mà thôi. Theo mình nghĩ thì sắp tích về cơ bản thì nó vẫn sẽ là 64 tích. Và cái khác biệt là client sẽ gửi packet kèm với thời gian chính xác của nó xảy ra. Và sau đó server sẽ tính toán cái nào xảy ra trước cái nào xảy ra sau ở tích tiếp theo có thể sắp tích sẽ giải quyết được một số vấn đề ở 6 tư tích nhưng nó không hoàn hảo và chắc chắn là nó không phải 128 và đối với các bạn biết công nghệ này là mình liên tưởng đến cái gì đúng rồi chính là backtracking một loại cheat trong CS và với việc dùng sắp này thì mình đã ra câu hỏi rất là nhiều về cái tương tác của nó với sinh giữa client và server cũng như là tương tác của nó khi bạn ping cao ping thấp rất là khó có thể đoán được tương tác sẽ như thế nào và rất buồn là mình không có access vào đợt test này nên là mình cũng không thể test được và kiểm chứng được và mong rằng là mình đã sai và vào sẽ không bịp anh em như vậy mong thế